Hiện tại thì Quang đang có mặt tại công viên sông Hậu, khu Bãi Cát của thành phố Cần Thơ. Và nhân vật chính của chúng ta hôm nay, đó, đẹp chưa, đẹp chưa? Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của mình nha. Và hôm nay, chủ đề của video hôm nay là Yamaha NVX thế hệ thứ 2. Nói một cách khá là tự cao và tự đại thì có lẽ Quang là một trong những người đầu tiên ở tại thành phố Cần Thơ được quay chiếc xe này gửi đến mọi người để mọi người xem. Bởi vì chiếc xe này ở các tỉnh thành như là ở thành phố Hồ Chí Minh nè, hoặc là Hà Nội nè, thì có những cái buổi sự kiện ra mắt, triển lãm và thậm chí là ngay tại Yamaha Town họ đã bán chiếc xe này luôn rồi. Tuy nhiên ở các tỉnh miền Tây như Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu hoặc là Bến Tre, Trà Vinh rồi đó vẫn chưa có mẫu xe này. Và ngay tại Cần Thơ cũng vậy, chiếc này vẫn là chiếc xe để demo chứ chưa phải là dòng xe bán. Xe này mình mượn trước khi họ làm sự kiện, mình mượn về để quay cho chia sẻ đến mọi người, chứ thật ra thì các đại lý ở Cần Thơ vẫn chưa có xe nha. Và thời gian chính thức ra dòng xe này thì có lẽ là mình sẽ công bố cuối video này rồi. Điểm đặc biệt đầu tiên của chiếc xe này đập vào mắt người dùng luôn, đó là cái hệ thống đèn LED của nó có một sự thay đổi cực kỳ ngoạn mục. Cái vạch đen này mình vẫn chưa biết là nó có tác dụng gì, có lẽ là nó chia cái đèn ra thành một đoạn ngắn đoạn dài, nhưng mà mình luôn nghĩ tới cái hình ảnh này. Đó, mọi người nhìn cái lông mày đi, giống không? Rồi bớt xàm nè, nói chung là hai cái dãy đèn demi này rất là đẹp luôn. Rồi đèn pha, đèn cos thì kết hợp chung một trong một cái chóa đèn với nhau. Đó, thì cái đèn của nó sẽ gọt gọn lại và có phần thể thao hơn so với cái phiên bản thế hệ thứ nhất của dòng xe này. Lâu, đây là video đầu tiên mà mình quay chiếc xe ở cái khung cảnh ngoài trời rất là đẹp. Người ta đi ngang ta nhìn quá trời, thích quá nè. Và tất nhiên, tiếp nối thế hệ đàn anh của nó thì chiếc xe này sẽ được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Phanh trước sẽ là phanh đĩa thủy lực được trang bị ABS và cái đường kính là 230. Đó. Thì phanh ABS này sẽ có tác dụng là an toàn hơn khi các bạn thắng gấp. Đó, và nói chung là nó tích hợp vào cái bánh trước, chủ yếu là nó chống trượt bánh nè, an toàn hơn cái chỗ đó. Và cái bánh thì nhìn quá là phê đó, đúng không? Kích thước bánh quá lớn, nó sẽ giúp cái khả năng bám đường tốt, chạy rất là đầm nè. Và cái kích thước của cái bánh trước này là 110/80 14 inch và loại lớp không xăm. Và mình cũng xin nhắc lại là nói theo kiểu miền Tây của chúng ta đó là vỏ không gục, tức là các bạn khi mà cán đinh cán gì đó thì các bạn vẫn có thể chạy bình thường, nhưng mà nhớ rút cái đinh ra rồi phải giá liền. Nó sẽ an toàn hơn là nó bị bể bánh, là nó nguy hiểm tới mình. Đây, ngoài cái hệ thống đèn nó được thay đổi chạy hai cái dãy đèn LED ở phía trên thì cái mặt nạ xe nó cũng sẽ có phần thay đổi luôn ha. Cái mặt nạ xe nó cũng sẽ thay đổi luôn, có cái hút gió nhỏ nhỏ, không biết phải cái hút gió không, nó mình nhỏ xíu luôn nè. Rồi đây là cái bộ tem xe nè, NVX. Hiện tại mình đang quay cho các bạn xem đó là cái phiên bản NVX tiêu chuẩn 155 ABS VVA màu đen nhám nha. Lần này thì nó ra là 5 phiên bản màu tiêu chuẩn và một phiên bản màu giới hạn là màu Monster. Xe chúng ta sẽ sử dụng công nghệ Lucor, một trong những động cơ công nghệ độc quyền của Yamaha, giúp xe vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu và dễ sửa chữa. Và đặc biệt là khi các bạn chạy á, cái máy xe nó im hơn so với những cái hãng xe khác là cũng nhờ một phần cái công nghệ Bluecore này. Cái cặp kính của xe là sẽ hình chiếc lá nha, nó giống như là chiếc Jupiter hoặc là Yamaha Exciter gì đó. Kính hình chiếc lá như thế này. Rồi đây là cái bộ tem, mình quay sơ một ít về cái tem xe cho mọi người xem ha. Đây là cái con màu đen nhám toàn phần luôn, và cái tem của nó sẽ là một bạc ánh đen như thế này đó. Nó ra hai phiên bản đen nhám nha, một cái phiên bản tiên đen nhám nguyên con và một phiên bản đen nhám có màu vàng đồng. Và cái ốp này thì nó có sự thay đổi luôn nè, mình không biết tác dụng của cái này là cái gì, nhưng mà đây là cái sự thay đổi mà ít người để ý tới. Và xe tiếp tục áp dụng cái công nghệ khá là nổi trội, đó là van biến thiên VVA, tăng độ mở van nạp khi mà đạt cái vòng tua đạt trên là 6.000 RPM, phát huy tối đa cái công suất ở vòng tua lớn, giúp xe là sẽ có một cái nước đề khá là tốt và cái nước hậu cũng rất là ok luôn. Rồi, cái công nghệ VVA được tích hợp thành bộ tem này luôn. Và đặc biệt một cái những công nghệ nổi trội nhất của chiếc NVX này đó là cái gì đây? Motorcycle Connect. Cái tính năng Wi-Fi Connect có lẽ là mình sẽ giới thiệu ở một video tiếp theo ha. Rồi, 155, chiếc xe này hiện tại là phân khối lớn nhất của dòng xe tay ga Yamaha, 155 phân khối. Ngoài màu đen nhám nguyên con này có đen nhám vàng đồng, rồi màu đỏ, màu cam, màu xanh bạc, và cái màu Monster tức là màu đen bốc, Monster Energy.
Rồi, mình ướm chân vào thử cho các bạn xem nè. Rất vừa luôn đúng không? Rồi, coi chừng về có bầu luôn đó. Ui, nó đẹp quá mọi người ơi. Cái đầu nó đẹp quá trời luôn nè. Nhìn thích mê luôn á. Rồi vẫn có cái chữ X ha. Chữ X là một cái chữ X ngay hông á. Là kiểu dáng thiết kế của NVX rồi. Đó giờ rồi. Rồi, mình sẽ có một cái hộp chứa đồ nhỏ ở đây. Đó. Ở trong này sẽ có một cái cổng sạc điện thoại, các bạn có thể mua cái cáp chuyển đổi để các bạn sạc. Đây có thể là một cái hơi bất tiện nhẹ. Thì thường những cái dòng xe khác là sẽ ghim thẳng cái đầu USB vô để sạc luôn. Còn ở đây các bạn phải mua một cái cổng đi chuyển đổi nữa. Lên ra thử giùm em đi. Giờ cái này máy vận hành rất là êm ái và có cái gì ta gọi là cái gì, cái tính năng đề một chạm của Yamaha, tức là các bạn ấn vào một cái không nghe tiếng đề luôn, tự động lên máy luôn. Bạn nào có chạy xe Gundy hoặc là Nviz cũ hoặc là Yamaha Figo thì các bạn sẽ biết được tính năng này. Rồi cái cụm công tắc thì cũng khá là đơn giản thôi, có stop and start nữa nè, tức là dừng 5 giây tắt máy. Để nghe off thì xe sẽ không tự động dừng, để nghe chữ A thì dừng khoảng 3 đến 5 giây ngay tại đèn đỏ, xe sẽ tự động tắt, các bạn chỉ cần dặn ga và lên thôi. Rồi có nút đề nè, bên này sẽ có kèn. Rồi để mình mở cúp yên cho các bạn xem. Cái kích thước của cái cốp này khá là rộng ha. Với cái dung tích của nó là 25 lít. Các bạn có thể để đồ dùng hàng ngày khá là tiện lợi rồi. Rồi cái bình aquy xe thì nó nằm ở đây. Bình aquy nằm ở đây ha. Có cái nắp đậy bình nè. Đó, nói chung là cái này các bạn đựng đồ bao la luôn rồi, đựng nguyên một cái ba lô còn vừa nữa. Trời ơi. Để mình coi có miếng dán gì. À, cái thông số kỹ thuật của xe nè. Xe này nặng 125 kg, nặng hơn so với chiếc rồi ha. Cái chiếc thế hệ thứ nhất là 117 kg, nó bằng chiếc Exciter, còn chiếc này thì nó nặng hơn rồi, 125 kg, cũng không xê xích quá nhiều, 155 phân khối, năm sản xuất là mới ra đây luôn. Trời ơi, chiếc xe chưa bán ngoài thị trường nữa, tất nhiên là nó mới nhất rồi. Xe này là xe demo của chương trình, của sự kiện mình mượn để mình quay đến các bạn xem, chứ hiện tại ở Cần Thơ vẫn chưa có xe bán chính thức nha. Và ở Cần Thơ ngay thành phố trực thuộc trung ương chưa có, thì mình nghĩ các tỉnh thành lân cận cũng chưa có đâu. Vài bữa nữa có thể về, có thể 1 hay 2 ngày nữa là nó sẽ về rồi đấy. Rồi cái độ, cái yên, cái thiết kế yên này thì nó vẫn rất là thể thao so với phiên bản trước. Hai cái phần ốp hai bên có thể gọn hơn thôi, nó thể thao hơn, nó mạnh mẽ hơn đó. Cảm giác nó nhỏ, nó gọn hơn tí xíu thôi, nhưng mà nó vẫn rất là bự ha. Và cái phần trên là giữa cái yên ngồi trên và yên ngồi dưới vẫn rất là cao, thiết kế rất là thể thao. Và cái người ngồi sau thì các bạn sẽ dễ dàng quan sát được ở phía trước có cái gì. Đó, tại vì nó khá là cao á, và gió mưa gió nó có thể tạt vào mặt các bạn luôn. Rồi mình sẽ test cái độ sáng của chiếc xe này. Mình test độ sáng xe vào ban ngày nó mới ghê ha. pha cốt. Cái đèn này nó đẹp quá luôn á, nó thiệt rất đẹp luôn á. Và cái độ dài của cái đèn nó sẽ sáng hơn so với phiên bản cũ, mình thấy cái đèn nó khá là ngắn nha. Mặt đồng hồ thì có sự thay đổi về cái cách sắp xếp. Nói chung là nó vẫn như những tính năng vòng vòng đó thôi. Audio là quãng đường từ lúc bạn mua xe nè, rồi chip nè. Nhưng mà có cái sự khác biệt mạnh đó là cái nút điều chỉnh nó sẽ nằm ở ngoài này. Đó, cái nút menu nằm ở đây. Đó, chứ nó sẽ không nằm trực tiếp trên cái mặt đồng hồ nữa. Có audio này, có chip là quãng đường nè. Đó, mình giới thiệu rất là nhiều trong các video trước rồi. Rồi có chỉ số vòng tua, tuy nhiên số vòng tua nó nằm ở hai bên, có giờ đồng hồ. Km/h xăng nó nằm dưới này, chỉ số vòng tua nằm hai bên ha, nó không còn nằm một lần ở trên nữa. Và bạn có thể điều chỉnh được cái độ sáng tối của cái đồng hồ này. Và cái tính năng đặc biệt nhất đó là tin nhắn này nọ các thứ, báo bảo dưỡng thì nó có hiện lên luôn. Cái đó là cái tính năng Wi-Fi Connect, một trong những tính năng nổi trội nhất của dòng xe này. Nhưng mà mình sẽ dành một cái video riêng để giới thiệu tính năng này đến các bạn nha. Xăng các bạn sẽ đổ ở đây ha. Cái nắp đậy xăng này nó có thiết kế khác tí xíu, mà xăng thì nó vẫn nằm đó thôi. Và dung tích bình xăng nó lớn hơn nha các bạn. Dung tích bình xăng hiện tại là 5,5 lít. Cái đời trước của nó là 4,6 và 5,5, hơn 0,9 lít. Và đây là cái phao câu của xe. Và tiếp tục chúng ta vẫn không có cái cản nha. Phao câu xe không có cái cản. Kiểu dáng thiết kế thì nó thể thao hơn, nó góc cạnh hơn, mạnh mẽ hơn và cũng rất là đẹp. Tuy nhiên nó không có cản, bởi vì nó có một cái tay giác ẩn chìm ở phía dưới. Nên mình bật đèn để các bạn xem đấy. Xem đi. Chèn nhanh nè, nhanh trái nhanh phải nè. Cái thiết kế cụm xi nhan thì vẫn là kiểu truyền thống của Yamaha, thì nó vẫn chìa sang hai bên thôi. Rồi, cái xi nhan trước của xe nó cũng kiểu dáng thiết kế như là cái thế hệ thứ nhất của xe. Nó vẫn nằm ốp ở phía dưới này.
Các bạn nghĩ nó nằm dưới thì khó thấy, tuy nhiên người đối diện vẫn có thể rất Đẹp là quan quá. sát rất dễ nha. Chỉ có đi cạnh bên thì nó lại khó thấy thôi. Cái cụm nắp máy cũng thiết kế mới với nhiều cái rãnh thoát nhiệt, giúp xe vận hành nó sẽ có khả năng tản nhiệt tốt hơn, tăng cái hiệu suất hoạt động của động cơ lên. Động cơ xe vẫn là ở EcoBoost 4 thì 4 van làm mát bằng dung dịch. Cái tỷ số nén nó có sự thay đổi từ 10.5 lên 11.6. Nó sẽ giúp tăng cái hiệu suất đốt cháy nhiên liệu và cái công suất tối đa. Sẵn đây thì sorry mọi người, mong mọi người thông cảm trước khi mà chiếc xe này nó hơi dơ tí xíu ha. Bởi vì ta không có thời gian vệ sinh. Nói thật với mọi người là mượn cái là quay liền tại vì phải trả người ta liền. Rồi thì cái phục nhúng lò xo được trang bị cái bình dầu thủy lực giúp xe ổn định ở mọi tốc độ di chuyển. Tức là các bạn đi ổ gà, ổ trâu thì nó sẽ vận hành êm ái hơn. Và cái dè chắn bùn ở phía sau á, nó khá là lớn, tức là nó sẽ trong bộ phụ cản kiện mới thì được phần nào. nhớ Tuy coi có nhiên gì các chắn bạn bùn sẽ cái gì món có nhu cầu, các bạn có thể cái gì gắn thêm có cái chắn chắn bùn bùn ở nha, đây. này Và lọc cái gió chiếc xe này về nha, có cái cái lọc nhiều gió phụ tùng để kèm theo nó ha. Cái két nước nó sẽ nằm ở bên này. cái Cái bô nước cũng lọc thiết gió. kế lại Cái nè. phần thiết kế bô thì nó khá là thể thao khi mà nó hướng lên trên rất là cao nha. Kích thước bánh sau là 140/70. Tuy nhiên đáng tiếc thắng sau vẫn là thắng đụm. Ngoài ra thì chiếc NVS này còn tăng cái kích thước đường kính đầu van nạp Bao nhiêu lên năm ta? 20.5, giúp cho cái không khí á, nó vào buồng đốt nhiều hơn và cái nhiên liệu đốt nó sẽ mạnh, nó triệt để hơn luôn. Xe này sẽ được trang bị cái hệ thống Smart Key, khóa thông minh. Như tất cả các bạn đã biết rồi, mình cũng làm cái video hướng dẫn sử dụng khóa thông minh Yamaha. Các bạn có thể áp dụng vô chiếc xe mới này. Và chúng ta sẽ có hai cái chìa khóa cơ, nó sẽ ghim ở phía dưới này. Như là chiếc NVS thế hệ thứ nhất, NVS cũ thôi, không khác gì lắm. Rồi mình review sơ lược tí xíu ha. Rồi chi tiết sẽ có những video khi mà xe về chính thức về đại lý. Và cái ngày về đại lý tại Yamaha Sài Gòn 1 ở Ninh Kiều, Cần Thơ, chính thức về Cần Thơ luôn là 28 tay. Nó về đủ 6 màu luôn. Tuy nhiên khách đã đặt cọc hết 5 màu rồi. Giá của nó hiện tại là 53 triệu đồng cho tất cả các phiên bản các màu thường. Và màu Monster là 54 triệu đồng. Bán theo giá đề xuất luôn đó mọi người. Ở đâu giờ cũng bán theo giá đề xuất hết. Nó không có giống cái hãng xe bên kia cho lắm. Rồi đến đây thì xin chào và hẹn gặp lại nha. Có thắc mắc gì để ở phần bình luận cho mình biết.